Mùi thơm quá các bạn ơi. Chào Cảm mừng ơn các rất nhiều bạn đã quay nha. trở lại với kênh Bếp Của Mọi Nhà. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một món ăn mới, đó là thịt ba chỉ kèo với mắm ruốc. Đó, thì cái món này á, trời mưa mưa này ăn nó ăn với cơm nóng rất là ngon các bạn. Thì ở đây mình đã chuẩn bị khoảng 400 g thịt ba chỉ ha. Ớt, sả, sả này này ở nhà mình trồng đây các bạn. Nó rất là tươi luôn ha, mình mới vừa cắt vào luôn đó. Gồm có tỏi, rồi đây là mắm ruốc này các bạn. Mắm ruốc này á, là mình mua ở ngoài chợ, nhưng mà nó có tên là Bà Mãn. Thì cái mắm ruốc này á, thường ở mấy cái chỗ mà Quảng Ngãi á, mấy cái tiệm mà Quảng Ngãi á, người ta bán cái mắm ruốc này nó rất là ngon ha các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sắp thịt ra và bằm sả với ớt. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt thịt ra nha các bạn. Thì các bạn lưu ý á, khi mà mình kèo với mắm ruốc á, thì cái miếng thịt đó mình nên cắt nhỏ nhỏ thôi. Để mà cho cái mắm ruốc nó thấm vào trong cái miếng thịt ba chỉ của mình, mà ăn nó không bị ngán nha các bạn. Đây mình sẽ xắt nhỏ lại. Đó, mình sẽ xắt nhỏ. Cái ba chỉ của mình đã rất là ngon ha. Nó vừa nạc vừa mỡ nè các bạn. Các bạn thấy không? Nó vừa nạc vừa mỡ nên nó rất là ngon ha. Và đây là cái phần thịt ba chỉ mình mới vừa xắt xong nè các bạn. Đó. Nhìn cái miếng thịt nó rất là ngon, nó vừa nạc vừa mỡ. Thì cái này mình cháy nó rất là ngon ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào chảo mình cháy Và nha. bây giờ chảo của mình nó đã nóng rồi nha các bạn. Mình sẽ bỏ cái phần thịt ba chỉ vào, chúng ta sẽ cháy. Chúng ta sẽ cháy đến khi nào mà cho cái miếng thịt cho nó vàng, nó vàng lại và nó thơm đó các bạn. Đó. Thì mình sẽ tắt lửa. Trong thời gian mình cháy thịt thì mình sẽ bằm sả với ớt các bạn. Và mình sẽ để yên. Để mà tắt nữa mình sẽ chở đều miếng thịt cho nó vàng đều ha. Và bây giờ trong thời gian mình cháy cái thịt đó thì mình sẽ cắt sả và mình ớt cái tỏi vào. Và đây là cái phần ớt sả mình đã băm rồi các bạn. Đó, thì tùy theo khẩu vị của gia đình, nếu mà mình ăn cay nhiều mình sẽ bớt nhiều thêm ha. Bây giờ cái phần thịt nó đã săn lại rồi nè các bạn. Nó săn lại thì mình sẽ đảo đều cho cái thịt cho nó vàng. Cho nó vàng đều hết. Của mình nó đã vàng đều rồi nè các bạn. Và đây là cái phần thịt mà mình đã cháy xong rồi nè các bạn. Thì các bạn lưu ý khi mình cháy mình không nên là để cháy cho nó vàng quá ha. Để vừa thôi nha các bạn. Như thế này thì cái phần thịt nó mới thấm vào bên trong thì nó rất là ngon. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ cháy tỏi và bỏ ớt Mình sả sẽ vào. cho dầu vào ha. Mình sẽ cho khoảng 1 muỗng 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ cho tỏi vào. Mình sẽ để cho tỏi nó vàng, mình sẽ bỏ ớt với sả vào ha.
Rồi, tỏi nghe mùi rất là thơm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho ớt với sả vào. Mình sẽ đảo đều nó. Và bây giờ mình sẽ đảo đều tay đến khi nào mà cái tỏi với ớt ấy, nó hơi vàng một tí thì mình sẽ cho cái phần thịt mình rán hồi nãy cho vào. Mùi bao nhiêu rất là thơm đó các bạn. Rồi bây giờ cái phần sả ớt của mình nó đã vàng rồi các bạn, mình sẽ cho cái phần thịt vào nha. Và mình sẽ đảo đều nha các bạn, thành mắm ruốc nguyên chất vào nha các bạn. Mình cho vào và mình sẽ đảo đều. Và bây giờ mình sẽ cho thêm một miếng nước vào nha các bạn. Để cho nó tạo độ sệt á. Và mình sẽ nêm nếm lại. Và bây giờ chúng ta sẽ thêm gia vị vào, đó là đường ha. Đường ở đây thì mình có thể cho khoảng 3 muỗng canh đường. 3 muỗng canh này nè các bạn. Tại vì mắm ruốc này nó đã có cái vị mặn sẵn trong đó nên mình phải cho đường nhiều hơn một tí. Rồi mình cho khoảng hơn nửa muỗng canh bột ngọt nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đảo đều để cho cái gia vị cho nó tan hết và nó thấm vào trong miếng thịt nha các bạn. Mùi rất là thơm, thịt của mình nó đã thấm gia vị rồi thì mình sẽ nêm lại coi nó vừa ăn chưa, thì mình sẽ tắt lửa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nêm lại nha. Với mình như vậy là đã vừa ăn rồi. Thì bây giờ mình sẽ tắt lửa cho mình sẽ đổ lên dĩa nha các bạn. Và bây giờ mình đã thực hiện xong cái món thịt ba rọi kèo mắm ruốc rồi các bạn. Thì bây giờ cái mùi nó rất là bay lên, nó rất là thơm. Cái món này thì trời mưa mưa chúng ta ăn cùng với cơm trắng á, cơm nóng này rất là ngon ha, rất là bắt miệng. Thì hy vọng là sau khi mình hướng dẫn thì các bạn sẽ thực hiện được cái món mới cho gia đình của mình thưởng thức. Chúc các bạn thành công nha. Nếu các bạn yêu thích món ăn của mình thì nhớ vào kênh đăng ký và nhấn like chia sẻ cho các bạn cùng xem nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.